Thưa quý vị và các bạn, tối 9 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ tư năm 2024 tổng duyệt chương trình đêm hội cồng chiêng chào mừng đại hội. Dự buổi tổng duyệt có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Y Ngọc, trưởng ban tổ chức đại hội. Với chủ đề âm vọng cội nguồn, đoàn kết các dân tộc Kon Tum, nội dung của đêm hội bao gồm biểu diễn các tiết mục nghệ thuật của 8 đội cồng chiêng đại diện cho 7 dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh, tổ chức nghi thức đốt lửa truyền thống và phần dạ hội với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân và đại biểu dự đại hội nhằm thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc để cùng nhau xây dựng quê hương Kon Tum giàu đẹp và phát triển. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu, thành viên ban tổ chức đại hội đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung theo đúng quy định. Việc tổng duyệt nhằm đảm bảo thời gian và các nội dung theo kịch bản, đúng mục đích và để đêm hội diễn ra thành công. Đêm hội cồng chiêng chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư năm 2024 được tổ chức vào lúc 19 giờ tối ngày 10 tháng 10 tại Nha Rông Conclo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.